Cô Linh ơi, ngày hôm qua tại sao anh lại thấy con Skibidi Toilet xuất hiện ở nhà? Dạy, hôm qua, anh không biết đâu, hôm qua đánh nhau căng quá. Thế này em phải lấy cái màn hình chiếu của anh ấy. Em chiếu cái hình Skibidi ra. Màn chiếu phải dọa 44 thì. Chứ gì đấy. Nhưng mà cái đấy là nó lại tưởng thật. Nhờ. Chả thế. Em chiếu nào nó tưởng thật. Nó chui vào nhà quá đấy. Skibidi chui vào nhà thật. Thế thì như này đi. Nếu mà nó mà tưởng cái đấy là thật ấy, thì anh em mình làm một cái bẫy. Hôm nay mình bắt thằng 404, bắt xuống cái nhà ngang như ấy thì tí nữa khả năng tí nữa theo anh khả năng là anh em mình sẽ chiếu Skibidi Toilet ở trong cái nhà đấy xong là thằng 404 thằng 404 mà nó đến nó trả thù cũng quá ấy. Nó chui đấy và anh em mình trong cái nhà đấy anh em quay vào úp sọt nó không thể chạy đâu được. Hợp lý không? Đấy bây giờ nhá, gọi xem gọi ai lên nhỉ? 404 gọi anh em gọi 404 là thằng ác, gọi Alpha San, gọi Alpha San mới lại 707 này. Cả thằng Minh Vương nó đâu rồi? Vương Đoan thì em chả biết đi. Gọi hết luôn lên đây, bảo anh em mình chuẩn bị bàn kế hoạch lớn nhá. Ok. Linh ơi, cái phòng này anh nghĩ là chắc bẫy lo trong cái phòng này là ok đấy. Anh, sao bây giờ lại có hình kiểu bàn tay ma này anh? Ủa nhỉ, sao lại có hình bàn tay ở đây? Hay trước anh em đánh nhau chém nhỉ, trưởng nhất của sao lại có bàn tay ở đây nhỉ? Khả năng là trước mấy lần nó vào đây ấy. Anh bảo này, bây giờ nhá, em thử chiếu thử cho anh cái Skibidi Toilet ở cái khoảng này xem nào. Đấy chứ, em đứng trên em chiếu đấy. Ừ, em chiếu đi xong là để anh xem nó như thế nào nhá. Em chiếu nhỉ? Ghê. Ui, lên đi anh. Lên rồi đấy em ơi. Ui. Ủa ôi, được đấy em ạ. Ui, con này quả này mà dọa nó thì ô ske luôn ấy. Ui, được đấy. Thích, quả này mà bẫy thì chắc là nét luôn ấy, được đấy. Bẫy thì nó lại cứ tưởng là thật, nó là đánh nhưng mà toàn đánh không khí rồi nhá. Thế nên anh em mình đợi nó mệt là anh em mình ra bắt nó. Đi, nó vào đây cái nhá, em có kịch bản à nhá, em có kế nhỉ. Nó vào đây cái mà nó nhìn thấy đúng không? Ừ. Thì nó sẽ đánh nhau với cả thằng Saki này. Ừ. Rút điện ra cho anh em, chùm chăn anh em đánh tận nó luôn. Hợp lý, hợp lý. Ok. Ok, bây giờ đợi thêm người hai em mình hơi chơi yếu. Thì quay vung nó mấy cái. Hình như cạch cạch ở cổng em ơi. Ai đấy? Sao tối om này? Tối đây, em. Ô, Minh Vương à? Minh Vương. Ui giời, mày đi đâu mà hôm nay mày mới xuất hiện? Đây là It's you 707. Ôi, bây giờ nhá. Zapper 707 và Zapper Minh Vương. Anh gọi. Hôm nay gọi anh đây không phải đùa đâu. Hôm nay lên là làm một cái bẫy để bẫy 404. 404. Hôm nay lột đầu nó ra, em hiểu không? Được. Bây giờ là trong này anh với thằng Cú Linh đã chuẩn bị cái máy chiếu Skibidi Toilet rồi. Tí chỉ việc chiếu ra, xong đợi thằng 404 nó vào nó đánh cho kiệt sức đi. Là anh em và anh em mới bắt nó luôn. Đánh máy chiếu, đánh không khí. Nó đánh không khí thôi. Thế nó mệt thì anh em mình tóm. Dễ không? Quá đơn giản. Làm gì? Thôi bây giờ nhá, anh em mình trốn tạm vào khu nhà bếp. Xong rồi đợi mà cô Linh thì phải vào đây trước để chiếu đi. Ủa? Thì em cầm máy chiếu mà. Nhìn em không em sợ đó. Mày lấp sau cái rèm kia không bao giờ phải sợ. Sau khi nào mà 404 vào đây thì bọn anh sẽ xông vào hỗ trợ. Ok. Nhá. Nào, bây giờ anh em đi ra lấp đi. Cô Linh vào đấy đi. Cẩn thận nhá. Không, cô Linh nó vào nó còn chiếu. Đây anh em mình lấp vào đây. Ok. Anh em ơi, không biết nó có tới không? Em không biết được. Không biết là hay là thằng đấy nó không dễ bị lừa đâu. Nhưng mà không biết nó có đến không? Thằng bố này nó khôn lắm. Kìa. Anh đã khóa cửa nhà trên chưa? Anh đã khóa đâu. Nhưng mà nhà trên không có ai. Không sợ đâu. Nó đâu ấy? Ôi nó đang trên nhà kia em ạ. Ôi, tắt điện thì nó biết đấy. Nó đang ngó nghiêng gì trên nhà trên đấy em ơi. Ừ. Đấy. Chết rồi, có khi nào vào nó lấy đồ của anh em mình không? Em không biết được. Không thích thì vào đây nhanh. Mẹ nó bắt mày bây giờ. Ui. Ui như nó phát hiện ra Ski ở bên nhà dưới rồi em ơi. Ừ, nó đang xuống rồi. Mắc bẫy của anh em mình rồi. Ui, nó vào rồi em ơi. Từ. Đi ra xem cô Linh nó có chiếu chưa? Xem nào. Ui ôi. Cô Linh, em đang chiếu đi. Thì chiếu chưa? Đang chiếu rồi. Mày chiếu đi. Đang, em đang chiếu đi. Xem nào, xem nó làm gì? Có trúng kế không em? Coi. Đấy xem nào, đấy xem nào. Chiếu mày anh. Ui, nó đang nhìn. Ui, nó đang nhìn thằng Saki này. Ui, nó tưởng thật đấy. Cô Linh có chiếu không? Ui, nó đánh cái này. Ui, nó đánh không khí. Ui, nó đánh. Mình nhau chết nhỉ anh?
anh chiếu vào tấn công anh. Vâng, cái này anh nói nó từ em ơi, thằng 404 này trông thế mà rốt nhỉ, cái 3D không khí mà nó cũng đấm, không biết nó kẻ sức chưa nhỉ. Ôi nó mệt rồi em ơi. Anh em xông vào, xông vào bắt nó, nhanh, xông vào, xông vào, xuống điện, bắt nó đi, anh em đâu, ôi tối thế, bắt nó, cho nó chưa, đâu, à, đây rồi, ôi vào bao rồi, thôi, đi, à, 404, mày đã bị đưa vào bao rồi, mày. Nha, bắt được mày rồi, mày trúng kế của bọn tao rồi. Sợ KBD toilet không có thật đâu, thằng cu linh nó chiếu đấy. Bây giờ nhá, hỏi mày một câu này. Bây giờ mày có biến khỏi team này không? Mày là người tốt mà về đây mày lại giả dạng mày làm người xấu mày phá tao. Ý gì? Phá hả? Mày có thích tao lột cái đầu của mày ra không? Hả? À. Lột lại luôn này. Anh đè mày lột cái mặt lại này. Ừ, lột ra. Lột. Ui, sao cho nó vào bao rồi mà nó vẫn đánh được à? Bây giờ mày xí ở sao? Em sao hả anh em? Hả? Lên sao? Chú bảo mày chứ. Ui, nó điên rồi em ơi. Ui, cái gì đây? Hả? Anh đánh rồi anh em. Hả? Anh em 404 này, khỏe lên. Ôi chết rồi, nhầm rồi. TV men. Ôi chết rồi. Ôi sao lại đánh nhầm? Ôi chết rồi. Ôi chết rồi. Khoan. Ôi bình tĩnh. TV men này, đánh nhầm. Anh em hiểu nhầm rồi. Bọn team này là đang đánh 404 mà sao tự nhiên TV men xuất hiện đây? Ôi chết rồi. Tại sao trông anh? Không. Khả năng là 404 nó... Nó hoán đổi rồi. Nó đâu rồi. Ui. Ôi đây, nó ở ngoài này này. Anh em ra phá nó. Dạ. Ôi nó khóa rồi em ơi. Chết rồi. Đâu rồi. Ôi trời, thằng này sao nó có cái kia. Nó có kiểu gì mà nó đổi được cả TV Man ở đây làm anh em đánh nhầm nhỉ? Ôi anh em trong ngày tới anh em chết đuối. Ôi chết rồi. Bộ 707 nó phá cửa hết anh. Nhanh đuổi nó. Phá ra. Đâu rồi?